Ngày 21 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, xăng E5 RON92 giảm 655 đồng mỗi lít, xăng RON95 sẽ giảm 632 đồng một lít. Sau khi điều chỉnh, xăng E5 RON92 có giá bán là 28.330 đồng một lít, RON95 là 29.192 đồng một lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm giá tại kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.630 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.670 đồng một lít, dầu ma giảm 560 đồng một kg. Sau điều chỉnh, dầu diesel có giá bán 23.630 đồng một lít, dầu hỏa 22.240 đồng một lít và dầu ma rút 20.420 đồng một kg. Liên Bộ đã trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON95 là 50 đồng một lít, xăng E5 RON92 là 200 đồng, dầu diesel là 400 đồng một lít, dầu hỏa là 200 đồng. Cơ quan điều hành giá không chi quỹ bình ổn tại kỳ điều hành này. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã giảm giá sau 7 lần liên tiếp tăng giá mạnh. Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 11 tháng 3, giá xăng dầu trong nước lên mức cao nhất từ trước tới nay. Hiện xăng E5 92 có giá 28.985 đồng một lít, xăng trên 95 có giá bán lẻ 29.824 đồng một lít, dầu diesel 25.268 đồng một lít, dầu hỏa 23.918 đồng một lít và dầu ma 20.987 đồng một kg. Theo chương trình dự kiến, ngày 23 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo dự thảo nghị quyết, chính phủ đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một kg, dầu hỏa là 700 đồng một lít, thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm 2022.